Làm gì? Út ơi, Út làm gì vô? Đâu, Út đâu có gì đâu con mà. Con đang làm gì vậy chùa? Con lấy trứng gì? Con lấy trứng hả? Trứng gì? Đây nè, đây có một trứng, đây nè, một trứng ở đây. Ê, có bánh, có kẹo luôn nha. Có kẹo luôn hả? Nè. Có cả trứng nè. Giờ bây giờ cô cùng ăn cái gì? Ăn cái này. Chắc này mà đi ăn cái đó. Chắc này ăn nó nóng lắm, tết đi mà ăn. Ăn đó lạnh lắm. Ừ, ăn đó lạnh bụng á, đừng ăn nữa. Để đây nè. Ừ, bây giờ con ăn cái gì? Ăn trứng cái gì? Ăn trứng cái gì nữa đi. Trứng này. Để. Rồi. Trời các bạn. Rớt luôn. Rồi lụm lên. Rớt luôn. Thì lụm lên, rớt lên, cầm bọc, cầm cái nấm cái đầu lụm ra. Cho nấm cái đầu đây nè. Rồi đóng cửa tủ lại, em bỏ lên bàn đi, đóng cửa tủ lại. Trời, trứng kiểu đó bể, trứng cái này hay là trứng sống đó con. Nhắm con đậu luôn rồi, lụm ra đi ra. Dạ, bể trong bể trong cái lỗ nè. Để rồi hả, bể lỗ rồi hả? Rồi đi ra đóng cửa tủ lạnh rồi, sao điện nè. Hả? Đóng cửa tủ lạnh rồi. Trời ơi. Anh kia mở. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi trời, đóng kính rồi thì được rồi, còn mở ra ăn đá vô mới chịu. Ăn đá hả cửa? Ừ, sai gì đó không cả nhà. Thôi. Rồi. Thôi để đó, để đó. Ừ, gấp lắm. Bể luôn đó ông già ơi. Ừ, bể luôn đó ông già ơi. Còn biết để bể luôn đó ông già ơi. Bể luôn đó ông già mẹ ơi. Ông già làm bể đó, con hết luôn, chào ông bà cô chú đi. Có rồi, chào bà chú. Chào ông bà mình chú. Đập đầu nha. Làm gì? Đầu. Đập đầu, lấy trứng đập đầu. Lấy trứng đập đầu, ăn nghe các bạn. Trời ơi, trời lấy trứng đập đầu ăn nghe các bạn. Mà cả nhà biết cái phương điện đó nó đổ nước rồi đó. Nên dễ lao. Nên dễ là lao, đúng rồi. Cả nhà biết nghe nó nói sao mà lấy trứng đập đầu không? Em nói cho cả nhà em đi ngầm cái này là trứng cho mấy người ta ngủ rồi nè. Rồi đặt để cái trứng này nè chuột. Đây phải lấy cái thao đổ ra mới được. Bà cô chú ơi, nó làm bể cái nãy nó đã làm cái gương ra nó bể rồi nè. Bà cô chú bể cái trứng nó dưới rồi. Em lựa cái trứng nó bể rồi đấy. Lỡ rồi nó lấy đi nè. Con chọn. Chua, cô chú có chết con quay qua đây. Qua đây. Em chứng chết rồi đó. Chua rồi đây, bây giờ mẹ mới bắt lên đây luộc nè. Con qua đây nè, ông bà cô chú mới thấy con, còn ở trong bà cô chú không thấy con đâu. Để cho con rửa đi. Để cho nó rửa đi mẹ. Trứng này để hồi nó sôi, nước sôi rồi hả, thả vô bể hết mấy trứng của mẹ nè. Nó sắp nó giọng bịch đó ông bà cô chú. Cái trứng vịt này. Bể luôn á, bể luôn á mẹ ơi. Đừng để mẹ làm. Cái trứng cút này là em mua, em tính em nấu súp cua cho nó ăn đó cả nhà, mà nhưng mà hên mua đã rồi không có thời gian bận công chuyện cái đi luôn cái đầu mấy ngày nay rồi không có nấu. 2 4 5 8 10 12 14. Ờ bể luôn rồi nè. Thôi để luộc cái 20 trứng được rồi. Ừ. Rồi, em luộc cho nó 20 trứng không bà con chú cho nó ăn hả? Không nấu ngoài. Thì đi nấu, con chờ mẹ đi nấu nha. Ừ. Chứ đâu có dám nấu nhiều cho nó đâu bà con chú, mà nó cái này nó đòi cái này nó không có gì ăn, nó buồn miệng, nó ăn hết chiều đi học về ăn hết bịch bánh rồi đó. Bây giờ thì em bỏ lên đó em luộc cho nó 20 trứng cho nó ngồi nó ăn nha bà cô chú. Cái này chín rồi. Đập đầu luôn đi. Ừ, rồi hồi chút xíu cho đập đầu để cả nhà chờ đón xem nghe con chuột hồi đập đầu rồi đập trứng vô đầu rồi nó lột nó ăn nó dành nó nói gì đó. Hồi nãy nó trước khi nó kêu em á, cả nhà nó kêu em biết nó sao. Mẹ ơi lấy trứng đi đập đầu lột đi đặng ăn đi mẹ. Đặng ăn đi mẹ. Ừ, đặng ăn đi mẹ. Đặng ăn đi. Cục cưng. Ừ, ăn đi cục cưng. Tay nè, rửa tay là ăn trứng nè. Cả nhà thấy nó không? Biết ăn trứng thì rồi đập trứng thì cục cưng. Ủa? Cái thì mẹ bỏ hồi bể nó đi. Ngày đây để chừa lại em mua, bữa hổm em mua 50, giờ em chừa lại 30, hôm mai mốt em nấu em nấu thức cua cho nó ăn á ông bà cô chú. Mà nó thấy rồi là nó dễ gì, mở tủ ra nó thấy rồi là nó không có dễ gì mà nó bỏ qua đâu, nó đòi ăn như xéo luôn. Câu bịch câu hồi nãy là em lấy em giấu rồi đó, không dám cho nó ăn đó. Giờ nó phải lấy cho con ăn đi. Thì cho con một cục thôi nha. Đây mẹ cục cái thùng rồi. Cục cái thùng rồi bỏ lại đặng nữa mà mai mốt mình nấu cua mình ăn nha. Mai mốt nấu. Lấy cho con cho con ăn đi. Còn con xách để chờ chút đi, mẹ cục cái này mẹ dẹp xong rồi mẹ lấy câu cho con ăn nha. Rồi mẹ lấy cho con đi. Từ rửa tay cái đã, con đi lại rửa tay đi. Hai con trứng đi. Ba. Giờ mẹ cho con 2-3 củ thôi nghe, chắc này không ăn nhiều nghe. Con hết luôn ơi. Thôi ăn gì mà tới ăn hết chứ gì. Bởi vì mẹ giấu hoài mẹ không cho chuột ăn là vậy đó, chết thì nó khó mở quá chuột ơi.
có mở quá mẹ. Bỏ cái này nè. Không có được, mở cái này nè ông ơi. Giỏi quá hà. Ừ đó. Ủa wow. Wow. Cái này em mua không dài, nó không có hai viên mà cô chú lên nè, cho đô nè. Đây là mở lô tô nè. Đây rồi. Wow. Ở đây, hồi mời ông bà cô chú ăn. Cái này hai mẹ con ngồi ăn. Wow. Wow. À. Rồi em mời cả nhà ăn với em. Cái này hai mẹ con em ăn rau câu bánh nè. Wow. Nó cũng có nhìn nha. Đã xong rồi. Con em. Để ăn cục nó thôi nha. Sao? Sao mà hư dữ vậy? Ta không biết là cái dịch nó chính là đâu, còn một chút chuột nó làm theo em nó ăn kêu này là hết bộ đồ nữa rồi. Theo em á, bà cô chú em làm khi á, giờ này là em còn một mẻ đồ trong máy giặt, em chưa giặt nó, em tính em đợi cho nó ngủ xong rồi em mới giặt đó. Mà chỗ văng trải điện rồi chút xíu không quay cho em ơi, con giá giá tao. Ừ. Con cũng muốn chiếu, đừng có bắt nó đây. Người không muốn chiếu nè, con giá con cũng chiếu rồi, đi đây lắm, đi còn đi đi qua đây ngồi ăn. Nó thấy một cuốn chiếu bò ra, nó nghĩ là cuốn con. Ừ, rồi cho con cuốn nữa thôi nha, rồi đi lột trứng vịt cho con ăn nha. Trứng vịt để mẹ đi rửa nước mới được cho nó bớt nóng quá nè. Nó cứ nó uống một bình sữa rồi. Nó cứ dễ vậy. Uống một bình sữa rồi, em trải điện để đầu cho nó ra cho nó ngủ rồi. Rồi. Mà nó không ngủ nó còn quậy nữa đó, nó còn quậy. Ôi giời. Con cắn ở trong cái lưỡi nha. Ừ. Rồi thôi nha. Hồn à. Hết hồn. Đúng. Ăn hay lắm. Ừ, ăn hết từ từ, hết quá nó mất cổ đó. Thôi nhiêu đó thôi, mẹ nhiêu thì mà cắt. Cắt đi mai ăn nữa nha. Ừ. Nó cho một củ nữa thôi đó, cắt đi mai ăn. Cho ăn cái đít thôi, ăn nhiều quá nóng. Nhà bút lâu. Cho con, ừ của con đó, mẹ để cho con có mẹ nghỉ ăn rồi. Ừ. Trứng đập đầu, ôi đầu. Trứng đập đầu hả? À? Rồi, đây nè, ông bà cô. Ê, chào bà chú, chúng mình ăn trứng ở bên, ở trong cái tô. Đang trứng ở trong cái tô. Đây, con này nè, bây giờ con mới chứng đập đầu sao đâu, con đập đầu, chứng đập đầu cho bà cô chú coi coi. Đập đập to. Chơi vậy đó, chơi là chơi vậy đó, không ai nói là đập được chưa, rồi lột được chưa. Đập bỏ vỏ vô đây. Đây, mày để cái vỏ dưới tô này, con lột không bỏ. Con nghe. Biết rồi, rồi rồi con nói đó đi. Trời. Đập, ừ. Đập bỏ vỏ vô đây. Cái trứng đập đầu. Ở đây nó vậy, nó kêu mẹ ơi ăn trứng đập đầu đi, là coi như là đi luộc trứng xong ở đầu nó dọn vô đầu nó đập vậy đó. Có ai như chuột không? Tại vì mấy lần á mẹ, mẹ ăn trứng đập đầu cho con coi đi. Mẹ không biết làm, con làm đâu, con làm sao làm vậy? Nó mấy con ăn chưa mẹ? Nó giỏi, giỏi quá, giỏi rồi. Con ăn cái này trước nè. Cả nhà biết sao mày, mọi khi á cha nó hay giỡn á, cha nó với chú nó mày gì nè, luộc trứng cái đầu á, luộc trứng mày... trứng gà gì xong cái đầu nó chuột ơi, đưa đầu ra cho chú đập trứng ra, cái đầu nó kênh gì nè, nó kênh cho chú nó đập trứng, nó ăn quá vậy giờ nó kêu ăn trứng đập đầu. Mẹ người ta đập đầu á. Ừ vậy đó. Hai người ta đập cái đầu đó, người ta đập gì đó. Cả nhà coi nó ngồi nó lột trứng nè, nó tự lột nó ăn trong rắn rồi. Để trong rắn rồi hả? Lột cái trứng ra đi ha, ha cắn trời ơi ngày nó cười nó không cắn này trước rồi ăn đi cắn này trước. Ừ. Ngày thì nó dòng trắng. Ừ, dòng trắng trong đó. Nó muốn ăn cái đầu, nó kêu mẹ ơi ăn trứng đập đầu. Ngày nó nhắc này chị ba ngủ. Đúng không? Chồng em thì đi làm cả nhà, 8 giờ là ông đi rồi. Em tính em đi, em bỏ nó ở nhà với chơi nó với chị ba ở nhà. Bữa hổm em đi hết bữa. Ừ. Tại thấy đi sợ bằng đêm á, chồng em cũng ổng buồn ngủ á, cả nhà nó đi theo ổng cho ổng đỡ buồn ngủ lái xe đồ á. Mấy ngày nay em mệt chứ em bận chuyện em đi. Ngon không?
Trồng. Ừ, ăn đi. Trồng trắng. Trồng trắng với trồng gì? Trồng trồng mơ. Ừ, trồng trắng với trồng mơ. Trồng mơ. Ừ. Đấy. Trồng trắng với trồng đỏ, cái đó trồng vàng đó. Đừng con gớt hồi nó gớt bây giờ đó. Ở đó cũng ăn cái nào thì đột có đập đầu đi. Cả nhà thấy biết chín đập đầu của chuột chưa? Ăn từ từ thôi con. Đập đi. Không đập đâu đâu đập, đập vậy. Không bể. Đập đâu rồi, đập đâu không bể rồi. Không bể. Bể lên nè. Ờ bể rồi đó, bể lột đi. Ăn chín đập đầu. Eo. Dạ. Để đập cho con. Nó đập đầu xong rồi bắt mẹ lột. Mắc cười với nó không không bằng cô chú. Bởi vì cha với chú đó mà nói cha với chú nó muốn chọc nó chuột ơi đem đầu cho chú đập chín là nó kênh cái đầu nó cung hai cái tay đâu con kênh sao đâu cho bà cô chú coi coi. Hả? Con đứng rồi, đứng kênh lên sao nó không bị cha với chú quân đập đầu cho con sao? Đó bể đó. Đó bể đó. Cười. Đập chín dịch. Trứng vịt gì cũng vậy đó người, trứng vịt trứng gà vậy cha nó luộc trứng vịt trứng gà hay cái đầu nó đưa đầu đây cho cha đặt mẹ lột đó đó chưa gấp quá chưa kịp nhưng chưa có lột chưa mẹ chưa có lột xong nữa nè gấp ăn quá nha. Ăn ngồi xuống nó làm nhớ em luộc 20 ngày cho ăn chưa chắc thì ăn hết đâu mà cứ ăn vậy thức với em kia em đợi em dỗ nó ngủ em làm cái chuyện trước khi á mà em dỗ nó mới mà nó đó em nó vừa nằm em vừa làm công chuyện em vừa đăng video hay em làm này em làm kia đang đợi cho nó ngủ xong cái đầu quay lại cái em đi làm chuyện mà khác mà đợi dỗ hoài nó còn không chịu ngủ nữa đó bà cô chú em có mất đi cái đầu rồi chuột mất tiêu cái đầu rồi hả ăn xong mất tiêu cái đầu đập trứng với cái đầu nó hụt mất tiêu rồi hả vậy đó hả? Tính là đập trứng với cái đầu thuộc con tiêu rồi cái này qua cái này không trứng này bể nãy nè không ăn mẹ ăn tôi quên nãy giờ chuột có mượn bà cô chú ăn trứng với con không rồi hết là đập đi đập vô 1 2 1 2 3 cái vỏ trứng cút này nó cũng mềm rồi có lột được không được rồi đập nữa đi đập nữa cái gì nó mang keo luôn rồi cái gì dây băng keo luôn rồi dây nó dính băng keo luôn hả dính băng keo đầu dính nè thì nè trứng lột đó rồi có đập đầu nữa không cho mẹ lột không đập ai có rồi đập đi cho tôi lột cho đang có ăn đó rứt ăn đàng hoàng cả nhà biết trứng đập đầu chưa chuột là chuột kêu mẹ giấc này 9 giờ tối rồi con chưa có lập ủa con chưa lập phải đập trứng khác đi cái này mẹ lỡ bóc rồi sao vậy này nha nó lựa trứng nào không mớp trứng nào không bể nó mới đập còn trứng nào có mớp rồi là nó không đập đó nó ừ nó ừ vô đập thịt nước rồi trứng lại trứng có nó đập cho tên cứng trứng dài luôn rồi trời ơi trai gì đâu mà ăn hàng về nhà ăn bánh ăn kem ăn kẹo ăn đủ thứ hết trơn á giờ này còn bắt ăn trứng không có ăn được mẹ được chưa ngồi gỡ năng bờ một chút nè đây mày gỡ cho để con gỡ hồi nó bấy hết mình bẻ luôn đi bẻ luôn hả bẻ luôn trồng trắng nè ừ à ăn nó ăn gì nó no luôn cả nhà mầm chiều đi học về làm một gói mì một gói mì ăn hết trơn luôn vừa nước vừa cái hết trơn luôn tự múc ăn đói quá nè mẹ lột rồi nữa nè rồi có đập đầu nữa không mẹ lột luôn ha mẹ lột luôn ha khỏi đập đầu ha đập đầu trời đập đầu chứ gì
lột, em lột không kịp nó ăn luôn á bà cô chú. Từ từ ăn nhiều quá ngốn mất cổ đó con. Con ăn không chứ ai đâu ăn, con đừng có ăn nhiều quá nó mất cổ, con ngốn ngốn vô một hồi nó mất cổ á, nghe không? Trứng nó dẻo á. Trứng nó dẻo. Ừ, trứng nó dẻo á. Trứng nó kẹo dẻo. Ừ. Cột mà không kịp tới không kịp nó ăn thôi, bà cô chú là biết rồi. Rồi còn trứng cắt, trứng cắt không nè, có đập đầu không cho tôi lột coi. Đập ơi, đập đầu ơi. Ơi, cái đó dơ, cái đó con ngồi con đập đầu gì? Rồi để tôi đập vô đây đi, tôi đập vô ghế đi cho nó rẻ. Ăn đàng hoàng, ăn từ từ. Tiếp tục. Rồi, lết cái nè, con nào con làm đổ con lết quá rồi. Trời ơi, có ổng. Giờ đi ngủ. No chưa? No rồi. No lên đây, rửa tay, no lên đây, rửa tay. Lẹ. Giờ con ăn nữa thôi. Ừ, đó. Ăn nữa thôi. Con rồi. Ăn nữa thôi rồi phải không? Thôi. No bụng chưa? No bụng rồi. No bụng vậy thôi con bé bay. Thả con ra. Thả con ra con bé bay ông bà cô chú đi. Ngồi xuống. Con cảm ơn. Cảm ơn. Các ông bà. Các bà. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Anh chị. Và các bạn. Bạn. Để yêu thương con. Con. Nhớ gì? Nhiều bài. Cái gì nữa? Gì nữa? Một bài. Đậu đăng ký. Rồi gì nữa? Trẻ con có cái đèn. Con sữa. Tiền uống sữa. Tiền uống sữa. Rồi. Uống sữa Nam Yêu. Uống sữa Nam Yêu mới chịu. Ừ. Bây giờ thầy đây là để em quay cái chỗ ngủ cho chuột coi nghe, cho ông bà cô chú coi nghe, ông bà cô chú gạt chuột đi rửa tay nha. Đó. Chỗ chuột ngủ chỗ nào? Rồi chỗ nào đâu đi lại nằm xuống ngủ cho ông bà cô chú coi coi. Đó. Cái ụ của nó đó ông bà cô chú. Đó. Cái ụ của nó nãy em trải rồi đó, mỗi khi nó ngủ là phải bắt trải cho nó cái mền, lót cái mền trên cái gối như vậy đó. Nó mới chịu ngủ. Nghe thấy không? Mỗi khi thì em hai vợ chồng em ngủ ở trong phòng rồi bà nội em lên đó, bà cô chú. Bà nội em lên rồi bà nội em cũng có cũng yếu á, em ngủ qua này em vừa canh bà nội vừa ấy luôn. Bà kìa. Đó, bà cóc kìa. Bà cóc kìa. Đó. Rồi em nằm lúc này luôn, bà nội em nằm đó. Rồi hai mẹ con em nằm đây, chồng em chừng nào về, khi chồng em về thì chồng em vô bùng ngủ, vô phòng ngủ. Giờ con đi đâu nữa? Ê, rửa tay rồi. Rửa tay rồi không được ăn nữa. Nãy con nói con thôi rồi, giờ để mẹ dẹp chứ. Rồi kiếm cái gì? Kiếm gì đâu. Thôi không kiếm gì, đi ngủ đi nha.